Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đọ sắc sau 2 tháng đăng quang. Sau gần 2 tháng đăng quang, Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tung bộ ảnh kỷ niệm hành trình hoạt động trên cương vị mới. Với tinh thần hướng về sự tự nhiên, cả ba đồng điệu trong trang phục màu đen đơn giản và phong cách make up clean girl. Bộ ảnh chọn phong cách đơn giản tập trung tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thảo Nhi và Á hậu Thủy Tiên. Họ là những chiến binh Vina Women, bản lĩnh tự tin và xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bộ ảnh Sisterhood Original truyền tải hình ảnh những phụ nữ bản lĩnh và tự tin với vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết. Bên cạnh đó, bộ ảnh còn thể hiện tình cảm đặc biệt của top 3 dành cho nhau. Trong hành trình đương nhiệm top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, luôn luôn là những người chị em thân thiết gắn bó và đồng hành cùng nhau trong suốt những hoạt động trên cương vị mới. Hoa hậu Ngọc Châu chọn cho mình hai bộ trang phục màu đen huyền bí và ấn tượng với nhiều đường cắt ao, tôn vinh hình thể nóng bỏng. Bên cạnh đó, Á hậu Thảo Nhi diện những bộ cánh có phần đơn giản hơn, tập trung tôn vinh nên vóc dáng khỏe khoắn, đôi chân lượn nà của cô. Ngược lại với phong cách kín đáo thường ngày, Á hậu Thủy Tiên táo bạo và cá tính với tông màu đen quyến rũ và hai bộ cánh xuất sắc. Chọn xu hướng make up clean girl nổi bật của năm 2022, top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trẻ trung và khỏe khoắn trong layout tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên.